Em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em phải test cái combo này để giao cho bác khách ở trên con bò nhá. Combo này là T80 vỏ ngoài 160, hành trình của nó 120 này. Combo này là giao cho bác nó làm máy ép đột ngàm ống các loại nhá. Đấy. Còn đây là chạm nguồn 2,2 kW này. 2,2 kW, điện 3 pha 380 nhá. Con này thì em lắp cho bác một van điện điều khiển cho một xi lanh này và lắp khóa để bác chia ra nhá. Nhấp lắp khóa ba ngã để bác chia ra làm để bác nó sử dụng thêm một cây xi lanh nhá. Khi nào mà không dùng cây xi lanh này ấy thì bác lại khóa lại cây xi lanh này và bác mở đường dầu để hoạt động cây xi lanh kia. Đấy, combo này là bên em đang làm với giá là 14 triệu nhá. Đấy, chạy rất chi là êm luôn. Xi lanh chạm nguồn hàng như mới cứng luôn. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ bên em theo số 0985 324456. Đấy, em test áp này. Đấy, đang để mức áp 200 các bác nhá. Đang để mức áp 200 à. Bơm motor chạy êm ru luôn nhá. Combo này chỉ có 14 triệu thôi. Để cho các bác làm máy đột làm ống cắt ống các loại. Đấy, con này thì các bác chỉ cần gá một khuôn lên trên này. Kéo cho lên này. Gá một khuôn lên này và một khuôn ở dưới này. Các bác đột đột quá chi ok luôn nhá. Rồi em xin kết thúc video đây nhá. Các bác xem được video ấn cho xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn. Đấy. Còn bên em đang ráp tiếp một bộ cho bác khách đi Cao Bằng nhá. À, bên em đang còn rất nhiều các loại, đang còn rất nhiều nhá. À, bộ này là đang ráp cho bác khách đi trên Cao Bằng này. Đấy, bên trong này bên em còn rất nhiều nhá. Còn rất nhiều các loại chạm nguồn và xi lanh các loại. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ bên em nhá. Ủng hộ bên em theo số 0985 324456. Các bác xem được video thì ấn nhau xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn.